Đây cũng là một căn phòng hết sức đặc biệt. Đây là phòng chăm sóc cho các mẹ sau đẻ 6 giờ để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và cho bé. Mẹ nào thì cũng mong muốn, tại vì là bây giờ chúng ta sinh xong rồi đúng không ạ? Các mẹ sẽ được về căn phòng này với một chiếc giường rất là đẹp, sạch sẽ, gọn gàng và chúng ta sẽ nằm nghỉ ở đây. Bên cạnh chiếc giường này thì đương nhiên rồi là chiếc nôi cho em bé của mình và có thể kéo đẩy được rất là tiện này. Ví dụ mình muốn kéo em bé ra bên này để có thể ngắm con, chơi với con hay là cho người nhà chăm bé thì chúng ta cũng thấy rất là tiện ích. Đây là bàn uống nước, chúng ta có thể ngồi đây đặt đồ ăn của mọi người khi mà đến chăm các mẹ. Đây là một chiếc ghế sofa cũng nhỏ xinh và thường thì người nhà cũng hay nằm ở đây để có thể gần các mẹ và tiện cho chăm sóc. Và một điều nữa đó là có tivi để cho các mẹ giải trí xem chương trình gì đó trong mấy ngày chúng ta lưu viện. Đây là một cái chiếc tủ rất là lớn để cho các mẹ để đồ của mình và có khóa nữa. Đây là cái chuông để các mẹ cần gọi y tá hay là các cô hộ sinh thì chúng ta cũng có thể gọi được. Mỗi một mẹ khi mà vào sinh ở trong viện, ở phòng này thì cũng sẽ có một giỏ đồ như thế này ạ. Trong giỏ đồ thì có quần áo này, có chăn gối và có cả một bộ bàn chải đánh răng, kem đánh răng, có thẻ khách để cho người nhà của mình khi mà thăm khám thì có thể di chuyển ở trong bệnh viện rất là tiện ích. Mỗi một phòng thì sẽ có một phòng vệ sinh riêng. Phòng vệ sinh thì rất là sạch sẽ, gọn gàng, các mẹ có thể quan sát. Và cũng có một cái chiếc chuông ạ, đây. Ví dụ như các mẹ mới sinh xong đau đớn hay là ở trong này mình choáng hay là có vấn đề gì với sức khỏe, chúng ta giật chuông thì các y tá, nữ hộ sinh cũng sẽ vào để giúp đỡ cho các mẹ. Và sàn thì rất là sạch đúng không ạ? Có cả cảnh báo trơn trượt. Tóm lại là mọi vấn đề dịch vụ của căn phòng này rất là chi tiết, cụ thể để có thể cho các mẹ yên tâm nghỉ ngơi sau cái thời gian mà sinh con rất là vất vả. Trước đây thì mẹ Thanh Mai có một cái suy nghĩ và rất nhiều các mẹ khác cũng có cùng một cái suy nghĩ giống như mình. Đó là sinh con ở bệnh viện công rất nhiều những cái sự lo lắng. Và ngày hôm nay thì chúng ta đều có một cảm giác không hề như vậy nữa đúng không ạ? Từ đội ngũ y bác sĩ này, cơ sở vật chất, dịch vụ chăm sóc mẹ trước, trong và sau đẻ thật là tuyệt vời. Và với cơ sở vật chất như thế này, điều kiện như thế này thì chúng ta không còn một điều gì phải lo lắng nữa cả. Thậm chí là chúng ta đi sinh còn không phải mang cả đồ gì đi nữa cơ mà, rất là tiện ích. Và chắc chắn rồi, các mẹ sẽ cảm thấy hành trình vượt cạn của chúng ta chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe.